Ôi trời mưa nữa chứ. Đây. Không cần đâu, che em sao được hết. Thế để điện thoại mình như thế à? Hello. Kinh hồn. Kinh hồn. Lội bùn, sợ có đỉa không? Con ôm cổ đi. Ôi mình đi. Không vậy. Ôi qua chỗ nào? Qua chỗ này. Đấy. Chị ơi đi đi vào cái chỗ này không bị đâu, đi vào giữa này. Ừ. Ôi, lại còn cát em nữa chứ nhỉ? Em chân. Đùa cát này xây lâu đài cát được ấy. Đúng rồi, không qua được. Sao mà qua được? Ôi giời. Thật là dã man. Nhà em phải đi đường như thế này liệu anh có lấy em không? Đây, 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 thiếu nữ đây. Thiếu nữ chưa chồng đây, có ai có nhu cầu không? Có ai muốn tán tỉnh không? Về làm vợ không? Có ai muốn làm rể cho bạn không? Alo? Chú Trường à? Vâng, anh ơi, em gửi tiền đợt trước ấy cho anh Bình nhá, anh ơi với anh ấy nhá. Ôi lúa kìa ơi. Bình ấy. Ôi rồi. Ủa hết rồi. Vâng, nhưng mà bây giờ em ở Cao Bằng có mấy chắc là mai này kia em trốn thì đến lúc này em gửi anh Bình anh ra để anh Bình nhá. Quá rồi. Ôi. Vâng, em đang ở quê. Gì tẹt, đi bằng mấy ngón chân. Đây là đây là đường vào xóm gì đấy của xã Đức Long. Xóm gì đấy của xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ôi đi kia mới đến trường cái kìa. Đâu?